trình xin mời quý vị chúng ta cùng đến với thí sinh Vĩnh Từ Thủy Điền, vâng ạ, với số danh 85 với bản dự thi Thở Ấy Có Em, một sáng tác của Huỳnh Anh với phần trình bày của thí sinh Eric Sơn. Một tràng vỗ tay thật lớn đi quý vị. Nhạc lớn quá, đó chị không hiểu. Nhưng mà nói chung
thì thành công. Tôi cứ chia sẻ như thế này, tôi đã được nghe bạn hát ở vòng không có nhạc hết, thì tôi đã kỳ vọng rất nhiều ở bạn, là bởi vì bạn là một trong những thí sinh có chất giọng, có cá tính, và hôm nay bạn đã ở cái vòng này bạn phát huy được điều đó, có nghĩa là bạn rất là nam tính trong cái cách thể hiện ở cái giọng hát và cái phong thái biểu diễn. Tuy nhiên thì tôi vẫn thấy thiếu cái tình ở trong đó, cái tình cảm trong cái bài hát này bạn thể hiện nó bị thiếu. Nó cần một chút tình để làm sao cho, bởi vì cái bài hát này là một cái bài hát cũng là cá tính, nhưng là bạn đã có cái phong cách đó và đã chọn cái bài này, cho nên là cần thiết phải nên có một cái chút tình cảm hơn nữa khi thể hiện cái ca khúc này. Nhưng dù sao thì bạn đã thể hiện rất tốt trong phần thể hiện này. Xin cảm ơn rất là nhiều phần chia sẻ của quý bạn giám khảo. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với lời phần cho điểm nha. Và bây giờ chúng tôi sẽ được phép được biết số điểm từ giám khảo La Toàn Phi. 9.5. Số điểm của giám khảo Dương Hồng Loan 9.5. Xin mời số điểm của giám khảo Lê Thu 9.5. Số điểm của Hoa Hậu Chia Sĩ Nguyễn 9.5. Và cuối cùng là phần kinh nghiệm của giám khảo Tha Thiên Hắn 9.5. Và chúng ta đồng thời sơn số điểm rất rất cao. Và chúng ta đừng quên bình chọn cho thí sinh của chúng ta với số danh 8-15 Anderson đến từ Thụy Điển.